Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Chương trình của chúng tôi cũng được phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng các chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Chương trình của chúng tôi với phiên bản có hình cũng được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội và hy vọng rằng là quý vị khán thính giả hãy nhấn nút đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để được thông báo về sự phát sóng của chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Dạ, dạ em ạ. Vâng, bạn nói to lên được không? Dạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em muốn hỏi anh Đoàn là... Đang bế con à? Dạ. Rồi, ok. Em có em bé được mấy tháng. À, thế à, rồi. Thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 37 tuổi. Ừ, đang băn khoăn điều gì khi gọi cho chúng tôi vậy? Dạ, anh ơi, mà em á... như phát hiện chồng em nhắn tin với một cái cô đó là cũng nhắn kêu bằng người vợ chồng nữa anh. Cái em có hỏi chồng em là sao anh quen người ta ai đây mà nhắn tin vợ chồng. Cái chồng em mới nói là chỉ nhắn chơi thôi chứ không có gì hết á. Cái mấy ngày hôm sau á, chồng em nhắn tỉnh về, cái cô đó lại điện. Cái em bắt máy, cô đó hỏi là anh về chưa. Xong cái em mới nói, ủa chị là ai vậy, chị có biết chồng tôi có chồng à, có vợ hai con chưa. Cái cô đó tắt máy. Cái em lại vô tin nhắn Zalo, em lại thấy nhắn tin với người đó nữa là cũng thân mật, là vợ chồng thân mật lắm. Rồi còn hẹn đi ra nhà nghỉ được nữa. Lúc đó anh sốc, anh đau lắm, tại vì vợ chồng em ở với nhau mười mấy năm rồi, em cũng mới sanh đó. Thế em lại hỏi chồng em là, cái này là cái gì đây. Đó, chồng em công khai với em luôn, nói là, quen cái người đó vậy đó. Có đi nhà nghỉ rồi vậy đó. Rồi bây giờ cái em mới tức quá, em mới kêu là thôi em với anh ly hôn đi, cho sống vậy em không chịu được. Rồi. Xong chồng em nói là mới đầu không có chịu ly hôn. Sao á? Cái em á, em dọn, cái chồng em á mới mướn nhà nhà trọ cho cái cô đó ở luôn và dẫn cô đó lên đây làm luôn, là làm bán cà phê cho bạn của chồng em. Xong rồi một buổi trưa là em ruột của em là thấy xe chồng em đậu trên cái một cái phòng trọ đó đó. Cái máy điện em mới nói là em thấy xe của ai giống xe của chồng chị đậu bên đây nè. Xong là em mới đi qua bên đó là em thấy đôi dép của chồng em ngay cái phòng trọ đó đó. Em mới gõ cửa là em thấy hai người đó, mở cửa ra là hai người đang ở trong đó luôn. Em bắt gặp trong phòng trọ đó luôn. Xong rồi em đề nghị ly hôn mà chồng em ký luôn, nhưng mà bây giờ là đang chờ tòa. Em đang chờ tòa kêu rồi trong... Thế là năm nay bạn 37 tuổi, lấy nhau đã mười mấy năm rồi, thế là con lớn được bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn ấy 12 tuổi rồi. Thế đứa nhỏ lại được mấy tháng? Dạ, đứa nhỏ này được 9 tháng ấy. À thế à, rồi. Bởi vì theo luật thì phụ nữ mà đang nuôi con trong thời kỳ thai sản là con dưới 12 tháng thì không được phép ly hôn. Những cái băn khoăn thắc mắc tóm lại là cái chuyện mà anh ta ngoại tình là anh ấy công khai rồi đúng không? Công khai luôn. Trong khi đó em có con nhỏ, em đang suy nghĩ nhiều lắm mà. Rồi. Anh ta không phụ em một đêm nào hết, chỉ một mình em lo hết. Bao nhiêu nữa thì anh ta đến ngủ với cái người đó. Rồi. Không phụ em đêm nào hết. Ở nhà á, anh ta gọi điện nhắn tin với cô ta tối ngày, mà nhiều khi nhắn cả trước mặt em luôn. Em mới nói tại sao anh làm như vậy. Anh ấy nói là tại vì người đó hiểu anh hơn, còn em không có rồi, hiểu rồi, anh. Rồi bạn đó, ơi, với cái tình trạng như anh chồng của bạn thì đúng là nặng rồi, hết thuốc chữa rồi, bó tay rồi.
Và bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời anh Đoàn ạ. Dạ. Ờ rồi, chào em. Dạ, chào em. Mình sinh hai đứa cách nhau xa nhờ, đứa kia 12 rồi đúng không? Dạ, tại đứa trước em đẻ em cũng khổ lắm. Cho nên em không có dám đẻ nữa. Cho nên em, anh chồng em nói là thôi em đẻ đứa này cho anh nữa đi, cho có anh có em. Rồi sanh đứa này ra anh cũng phụ cho. Tại vì đứa trước cũng mình em là không có phụ gì cho nó. Đêm hôm con khóc thì cũng mình em mà anh ta nói là anh đi làm cực nên anh về anh nghỉ ngơi. Còn em là phụ nữ, em ở nhà em nuôi con, em chăm con đi để cho anh thời gian nghỉ ngơi đi kiếm tiền, là anh chỉ tao quẩy chứ mỗi việc kiếm tiền thôi. Cho nên em cũng ngán, em không dám sanh. Giờ đẻ đứa này mới có mấy tháng anh ta lại quen người khác bỏ em. Thế hiện nay thì cuộc sống của mình thế nào? 12 năm vừa rồi mình có đi làm gì không? Hay là mình ở nhà? Có, em đi làm công ty. Nhưng mà em sanh đứa thứ hai này, cái em lại mất việc 2 năm nay, cho nên anh ta một mình anh ta đi làm á, cũng áp lực tiền á anh. Cũng bị chết. Xong rồi cũng tìm cô gái đó tâm sự. Rồi hai người ăn ủi gì đó với nhau rồi. Cái nhà hiện nay mình đang ở nó có ổn định không? Mình có phải đi thuê hay là em nhà em đang ở mình? Nhà thuê. Hai vợ chồng em dành dụm mua được một chiếc xe hơi để anh ta chạy taxi. Ồ. Tức là nguồn sống chính là chạy taxi bằng cái xe, chạy Grab, chạy bằng cái xe của mình đúng không? Dạ đúng. À, thế rồi còn thì là quê mình thì ở nơi khác, lên Sài Gòn. Dạ đúng. Lên Sài Gòn thuê nhà để mình đi làm, mọi khi mình làm công ty, nhưng từ khi con nhỏ giờ thì là mình nghỉ việc và trông cậy vào nhà ấy. Nghỉ việc ở nhà trông con à. Bây giờ em định gửi cháu đang đi làm, mà giờ hai vợ chồng đang ly hôn rồi, đang chờ tòa phiên lên giải quyết ạ. Tòa đã gọi lần nào hòa giải chưa? Chưa, dạ chưa, mới nộp đơn nay được một tháng ạ. Anh ấy nộp hay là mình nộp? Hai vợ chồng cùng nhau ký luôn, mà hôm bữa em không biết là em nghe nói là ký hai vợ chồng đồng thuận ký tòa sẽ giải quyết nhanh á, cho nên hai vợ chồng đồng thuận ghi vô là không hợp nhau, chứ em không có ghi là do chồng ngoại tình. Rồi, thế thật sự trong lòng của mình có muốn ly hôn không, hay là thực ra trong cái lúc nó bức xúc quá mình cũng muốn là... trong lúc bức xúc quá thôi chứ em cũng chẳng muốn ly hôn, tại vì hai đứa con nhỏ. Rồi. Em cũng còn thương chồng, nhưng mà chồng em á quá nhẫn tâm, là nói với thẳng với mặt em là không còn thương em nữa, mà thương cái người cô bồ kia hơn. Thôi thế này này, vợ chồng ở với nhau 12 năm, con cái cũng đã lớn và chắc chắn nó cũng đã có rất là nhiều những cái va đập cãi cọ rồi. Chắc là đoán rằng người đàn ông này nếu như mà mình không phát hiện ra, hoặc không gây sự, hoặc là không đòi là phải ly hôn, thì chắc anh vẫn một mặt thì duy trì là vợ con gia đình, còn cái kia là như kiểu làm thêm thôi đúng không? Chứ ông ấy cũng không có ý đồ là đi tìm một cái cô nào đó để yêu thật sự rồi về bỏ vợ để lên với người kia. Nhưng bởi vì mình là người biết, mình người phát hiện ra, và mình là người cứ cũng không cân nhắc. Vì lúc ấy thứ nhất là sau sinh nhờ phụ nữ ấy, là nhiều người nó về tâm lý tinh thần nó bấn loạn lắm. Nhiều người còn có trầm cảm sau sinh nữa cơ. Chưa có sự việc mà đã trầm cảm rồi. Huống chi như mình nó lại có vụ việc này, cho nên là cái chuyện nó rối loạn, nó bất an. Rồi dẫn tới việc là mình làm nó quá đi, và cuối cùng thì ông bảo đã thế thì ly hôn. Mình cũng nhận ra rằng là anh ấy thì không tốt, và nhưng mình cũng cứ tạm gợi nghĩ rằng là trong cái hoàn cảnh mình sinh con, mang thai, nghỉ đẻ, rồi cái chuyện vợ chồng nó cũng không được gần gũi nhiều, rồi cái đi lại quan hệ vợ chồng nó không được thỏa mãn, rồi anh ấy là cái nghề lái xe nó cũng cứ va đập nhiều, nó nhiều đối tác, đối tượng. Và chắc đây là cái đối tượng mà chỉ để gọi là cặp với nhau thôi. Mình lại thấy rằng là bây giờ nếu mà có ly hôn xong, tự nhiên mình cũng không thay đổi gì được lớn. Chỉ có điều rằng là một đứa con thì sẽ đi với ba, một đứa thì theo mình chắc chắn là mình sẽ phải trông cái đứa nhỏ này đúng không? Đứa lớn 12 kia nó đi với ba nó rồi, nhà cửa thì chia đôi. Thực ra thì chạy từ một cái nỗi buồn này sang một nỗi buồn khác cũng không phải nhẹ hơn chút nào cả. Tự nhiên thành single mom đi làm, con còn nhỏ, bây giờ mà đi gửi nhà trẻ mẫu giáo gì đó là phải thuê người, chứ con còn quá nhỏ đúng không? Mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cho nên là cái việc ly hôn nó chưa chắc đã phải là giải pháp tốt nhất trong cái hoàn cảnh của mình lúc này. Cho nên là mà tòa thì chưa có ra quyết định. Thì nếu mình cân nhắc, mình có thể khi mà tòa người ta gọi ra, chắc chắn sẽ có hai vợ chồng người ta hỏi rằng là đấy, nhận được đơn như thế, bây giờ anh chị có thay đổi ý kiến không? Thì mình cũng cứ nói thật lòng mình đi, là em rất buồn bởi vì trong lúc em mang thai sinh con, chồng không quan tâm, lại còn có cái chuyện quan hệ ngoài luồng, em rất là bức xúc. Cho nên là em chỉ mong muốn là giải tỏa. Nhưng mà thứ nhất là con em hiện nay còn nhỏ, em thì ở nhà không có cái điều kiện đi làm việc.
và cũng bình tâm trở lại, em thấy rằng là, tức là mình nói thì mình muốn rằng là vợ chồng ngồi với nhau thề hứa gì đó rồi khắc phục những cái chuyện đã xảy ra như thế nào đó để không phải ly hôn trong lúc này, ít nhất là lúc này mà ly hôn là em sẽ rơi vào cảnh rất là khó khăn nhá. Thế đấy là về thực sự lòng mình là không muốn. Còn nếu cái chuyện mà nói ly hôn thì chỉ là dọa anh ấy xem anh thế nào, nhưng mà không ngờ rằng là với một cái người mà họ đã gọi là có tình cảm với người kia rồi dọa thì nó lại không đúng vở, không đúng bài. Đáng lẽ bình thường người phụ nữ dọa là thế thì ly hôn đi, thì thường những người chồng nhận ra lỗi lầm sẽ thề sẽ hứa rằng là đối với anh vợ con là quan trọng nhất, cái kia chỉ là cái cảm nắng cảm gió rồi cảm gì rồi nó cũng sẽ qua, rồi cho anh thời gian, anh thề anh hứa anh sẽ khẳng định tình yêu tình yêu đấy. Thế nhưng mà anh không làm thế và anh nói thẳng luôn là anh có cảm xúc như thế kia. Đúng rồi. Cân nhắc giữa hai cái cũng thiệt, chọn cái đỡ thiệt hơn. Ví dụ ít nhất là ly hôn là một cái thiệt nặng, bởi vì mình nuôi con một mình trong lúc con còn rất bé mà mình chưa có việc làm, mà cái nhà thì cũng nhà thuê. Thế còn thì nếu như trì hoãn lại được, mình xem rằng cái chuyện cái người đàn ông đi cặp bồ rồi sau đấy bình tâm trở lại, ông có thề có hứa, ông có nói là gì không. Đặc biệt là ví dụ như trong thời gian này ông ấy có còn mang tài chính, có thể mang tiền về để cho mình nuôi hai đứa con và bảo đảm cuộc sống gia đình không, hay là dồn hết tiền cho cái cô kia rồi. Đấy, thì lúc này là tiền là một này, cái sự gọi là tạm thời yên ổn, có mái nhà để ra vào và mình bình tâm mình ngồi nuôi con, chứ còn suy nghĩ nhiều vớ vẩn là mình mất sữa nữa là rồi nuôi con rồi nó lại bệnh nọ tật kia, mình còn khổ lắm ấy nhá. Thế thì lúc này là cái lúc mà làm lựa chọn một cái giải pháp đỡ thiệt hại nhất. Còn sau này khi mình bình ổn rồi, mình có công ăn việc làm, mình lại thu nhập tốt, mình lại thấy là không thể chịu đựng được cái này, mình quyết tâm là phải giải quyết, thì hoàn toàn có thể lựa chọn sau nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn rồi chứ? Vâng. Em xin cảm ơn ạ. Rõ ràng là cái giai đoạn này đối với bạn là rất là khó khăn trong cái việc chăm sóc con nhỏ, rất nhiều vất vả. Trên nếu mà bây giờ lại tách ra hai mẹ con đi thuê một cái căn nhà khác để ở thì sẽ vất vả hơn rất nhiều. Và lúc ý thì nhiều khi lại từ suy nghĩ tiêu cực này nó sẽ nảy sinh thêm những cái suy nghĩ tiêu cực khác, và như thế sẽ rất là khổ. Chi bằng là chúng ta như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ với bạn, lựa chọn cái nào mà nó bớt khổ hơn. Cũng là cái dành thời gian để cả hai bình lắng lại để xem cái lựa chọn nào tốt nhất, ly hôn hay không ly hôn là cho cuộc sống hôn nhân này nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Nam Định ạ. Vâng ạ, em chào anh Thành Văn ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Vâng ạ. Câu hỏi của chị là gì ạ? Vâng, em năm nay là 53 tuổi anh ạ. Vâng. Thì em muốn chương trình cho em gặp bác sĩ Hoàng Thế Hải để em xin tư vấn ạ. Dạ vâng, chị trình bày câu hỏi đi. Các chuyên gia chúng anh tôi ơi, bây giờ em là năm nay 53 tuổi thì cái năm em 49 ấy anh ạ, thì là ở ngực bên trái anh ạ, thì nó cứ mỗi khi kỳ kinh đến thì nó cứ đau nhói ấy anh. Vậy rồi là nó cũng bị chảy dịch anh ạ, thì là em đi em khám ở bệnh viện huyện thì bác sĩ hỏi siêu âm cho em, họ bảo là 0,6 mm ạ, rồi còn là 0,6 mm × 0,3 mm. Vâng. Thì là em cũng theo dõi từ cách đây cũng phải đến 3-4 năm thì em cũng vẫn thường xuyên là 6 tháng một lần em đi em siêu âm, thì bác sĩ cũng không bảo là không phải lo gì đâu, bây giờ cái này là nó là cái nhân sơ thôi, thì em cũng cứ thỉnh thoảng là bây giờ em bị mất kinh 2-3 năm nay rồi anh ạ, thì là mỗi một lần bây giờ là cứ kiểu hàng tháng anh ạ, nó cứ đau ê ẩm thế, phải đi đến mất đến 10 ngày anh ạ, thì là mỗi lần khi mà em tắm ấy thì em cũng sờ vào, em sờ thì cũng thấy cái dịch nó trong anh ạ, nó chảy ra, thì em thì em mới ngửi thì em không thấy mùi vị gì anh ạ, thì là em thì em đi siêu âm thì em bảo hay là bây giờ em muốn chương trình tư vấn cho em xem là bây giờ em phải đi đâu em khám xem nó ra cái gì anh ạ, bởi vì bệnh viện viện thì họ cứ bảo là nhỏ tí như này không phải lo đâu. Rồi. Thì cứ để theo dõi thì em cũng uống cái nga phụ khoa ngay anh ạ, đấy vâng. Thì là vâng, thì cũng mỗi lần uống thì bây giờ nó cũng không đau nữa, nhưng mà em cũng lo lắng quá anh ạ, bây giờ em cũng
muốn chương trình này em cũng nhiều lần cũng muốn tư vấn nhưng mà chưa đến được đấy anh. Rồi chị đang rất lo lắng, nhưng mà để cái u cái cục trong người nó tận 3 năm nay thì lo lắng để làm cái gì? Trong khi đó lại cái chỉ đi khám ở bệnh viện tuyến huyện. Mà thứ hai nữa là cái nguy hiểm nhất của những cái chỗ u cục mà ở vú ấy mà lại còn chảy cả dịch ra thì là nguy hiểm lắm rồi chị ạ, nhá. Tại sao lại coi thường sức khỏe của mình đến thế? Không, anh ơi, em bảo là em đi lên tuyến trên thì đi tuyến huyện thì làm sao mà tìm được ra bệnh, chỉ có siêu âm không việc gì ạ, không phải thì họ không tìm ra thì rõ ràng là sẽ không thấy bệnh, không thấy bệnh tức là không việc gì. À vâng ạ, vâng ạ. Trong khi đó mình bệnh sờ sờ hàng ngày, mình tắm mình rửa mình thấy nó chảy dịch là bất thường rồi chị ạ, nhá. Mà để cái sự bất thường ấy tận 3-4 năm nay thì là nguy hiểm đấy. Vâng ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị, và không phải chỉ riêng với chị đâu, mà rất nhiều phụ nữ ở cái tuổi mãn kinh như thế này nó sẽ có nhiều cái bất thường mà chúng ta cần phải thăm khám bệnh tật thường xuyên. Mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng ạ. Xin chào mình nhá. Vâng ạ, em chào chị ạ. Thế mình đã mãn kinh hoàn toàn chưa? Em thì cái năm 49 ấy chị ạ, thì mất 2 năm, tận 51 ấy thì nó cứ 2 tháng mới có một lần chị ạ. Đến lúc này có khi 3 tháng có một lần chị ạ. Nhưng mà cách đây thì 2 năm thì mất hoàn toàn rồi chị ạ. Thế có nghĩa là mình đã mãn kinh rồi đấy. Vâng ạ. Mãn kinh rồi. Mình có nói là dịch mà em nặn ở đầu ngực em ấy hả? Vâng ạ, em nặn ở đầu. Tức là cái dịch đấy là dịch ở đầu ngực của em đúng không? Nó ăn như kiểu sữa chị, nó ra như kiểu mình nặn nó ra như sữa chị. Thế còn cái khối mà em sờ thấy thì nó ở đâu? À, cái khối sờ thấy thì nó ở vị trí là 10, 12 giờ chị ạ. Thì okay. Nó nhập khoảng... Như vậy là cái dịch đấy nó chảy ra ở đầu ngực của mình, và một cái khối u khác nó nằm ở trên cái ngực của mình, là hai cái vị trí đấy khác nhau mình nhá. Và đúng như anh Văn Anh ấy nói là ở tuổi như của mình ấy thì đấy là bất thường. Đấy là bất thường. Thế và bây giờ nhất là ở tuổi của mình là tuổi 53 ấy, thì nó là bắt đầu mình đã mãn kinh 2 năm nay rồi. Vậy thì những cái khối đấy hay là cái chảy dịch đấy nó không liên quan gì đến chu kỳ kinh nguyệt, nó không liên quan gì đến những cái vấn đề về nội tiết khác nữa. Sau khi mình mãn kinh hoàn toàn mà hiện nay cái ngực của mình ý, nó vẫn còn dịch nó chảy ra, và đặc biệt nó lại xuất hiện thêm cái khối như thế, thì mình cần phải được tầm soát để mà loại trừ xem có phải là ung thư hay không. Thế và khi mà có bất kỳ một dấu hiệu nghi ngờ nào thì bác sĩ người ta sẽ phải xử lý cho mình luôn nhá. Mình ở Nam Định thì vô cùng là tiện mà mình đi lên Hà Nội đi nhá. Em muốn hỏi bác sĩ xem là bây giờ là em vào cái bệnh viện nào thì lên Hà Nội thì mình đến ngay các bệnh viện về chuyên khoa ung biếu. Đấy là gì? Đấy là bệnh viện ung biếu Hà Nội. Nó ở 44 Thanh Nhàn. Hoặc là có thể mình đến bệnh viện ung biếu Trung ương. Tóm lại là tại vì nó có 2-3 cơ sở ấy, thì mình cứ tìm đến bệnh viện ung biếu Hà Nội hoặc là bệnh viện ung biếu Trung ương mà gọi là viện ca ấy nhá. Khi mình đi đến đấy ấy thì quan trọng nhất là bác sĩ người ta sẽ kiểm tra tổng thể cho mình, và người ta sẽ làm sinh thiết xem là cái khối đấy của mình nó là khái gì, và nguyên nhân mà tại sao mình lại chảy dịch ra như thế. Bây giờ có thể chỉ là dịch không có vị gì, có thể là chỉ là có một chút đục như là sữa thôi, nhưng mà biết đâu một vài thời gian nữa khi mà nó biến chuyển xấu hơn nó lại ra dịch máu hoặc là dịch mủ, thì lúc đấy mình xử lý nó lại muộn rồi. Hiện nay mình để như thế cũng là khá là lâu rồi. Anh Văn Anh nói rất là đúng. Ở tuổi như của mình ý, thì rất khó có thể có những cái nguyên nhân lành tính khác từ những cái hiện tượng bất thường như vậy nhá. Thế cho nên là mình đã có ý thức, mình đi kiểm tra rồi, 6 tháng một lần rồi. Vậy mình đến hẳn cơ sở chuyên khoa đi. Nếu mình lên trên này mà người ta bảo rằng là không, đi về đi, không có vấn đề gì đâu, thế thì mình có thể yên tâm được. Và mình theo dõi tiếp. Và có theo dõi đi chăng nữa thì cũng theo dõi ở trên này nhá. Theo dõi ở các bệnh viện ung biếu, và cần thiết thì người ta sẽ xử lý cho mình sớm. Bởi vì riêng những cái khối u ở vú mà mình càng xử lý sớm thì cơ hội đối với mình càng tốt. Mình đừng có chần chừ, hoặc là vì bất kỳ lý do gì thì nó muộn thì nó sẽ rất là phức tạp nhá. Thế mình bố trí đi sớm đi. Đừng coi thường sức khỏe nữa nhá bạn nhá. Bởi vì một trong những cái biểu hiện đầu tiên của ung thư vú đó là đau vú và chảy dịch ở vú, đầu vú đấy nhá. Rồi, mai sang tuần thì đi khám đi nha. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.
Rõ ràng là việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nó không chỉ riêng đối với người phụ nữ mà kể cả với nam giới nói chung ở cái lứa tuổi này, đúng không anh Đinh Đoàn? Cơ thể chúng ta nó là một cỗ máy. Vâng ạ. Nó cũng chỉ có cái thời hạn sử dụng, đến một cái giai đoạn nào đó là nó, ví dụ xe máy là 15 năm, sau 15 năm là đụng đến cái gì là nó hỏng cái. Vâng. Từ buji cho đến lốp, đến xăm, đến xích, đến rệu rã thì con người tôi nghĩ là sau 50. Vâng. Hay là cũng bắt đầu nhiều thứ lắm rồi. Đàn ông thì cũng thế, ngoài những cái bệnh chung như là tiểu đường, mỡ máu rồi gút rồi là vân vân, huyết áp cao, huyết áp thấp, thì còn có một số những cái bệnh mà lưu tâm mà liên quan vấn đề giới tính, ví dụ như phụ nữ là phải xem ung thư vú, ung thư cổ tử cung, của đàn ông phải kiểm tra tuyến tiền liệt rồi là vân vân. Thế thì khá nhiều người cũng chỉ ngồi chủ quan nghĩ rằng là ôi vẫn ăn cơm khỏe, vẫn uống được rượu, nhưng mà đùng một ngày nó là cái tuyến tiền liệt đó, nó phì dại ra, phì đúng không, nó chèn ép thì nó bảo ung thư tuyến tiền liệt. Thế vâng. Thì chúng ta lưu tâm là bên cạnh cái sức khỏe tổng thể còn có sức khỏe giới tính nữa. Dạ vâng. Cái ngưỡng 50 tuổi trở ra ấy thì người ta nên thăm khám tổng thể sức khỏe thường xuyên, đúng không bác sĩ? Và ít nhất là 6 tháng hay 1 năm hả bác sĩ? Đúng rồi ạ. Chúng tôi bây giờ thì trong các rất nhiều các chương trình chúng tôi vẫn khuyến cáo là 50, trước 50 cũng được. Vâng. Và từ 50 trở đi thì mình nên tầm soát sức khỏe ít nhất là 1 năm một lần. Vâng ạ. Vâng. Đấy là khi không có những cái gì nó quá bất thường thì mình nên tầm soát ít nhất 1 năm một lần. Và khi tầm soát thì mình làm cái gì? Như là anh Đoàn anh nói, ngoài cái chuyện mình khám sức khỏe tổng thể, mình phải kiểm tra, đánh giá xem tình trạng là huyết áp thế nào, tiểu đường ra làm sao, với những cái bệnh liên quan tới rối loạn chuyển hóa. Vâng. Mình phải kiểm tra xem, mình phải chụp X-quang để phát hiện sớm những cái dấu hiệu liên quan tới ung thư phổi. Rồi mình phải làm những cái bệnh lý khác, ví dụ làm điện tâm đồ hay là siêu âm. Siêu âm kể cả siêu âm tim, kể cả siêu âm tuyến giáp, rồi siêu âm ổ bụng vân vân. Tức là mình nên khám sức khỏe tổng thể để tìm kiếm những cái dấu hiệu nghi ngờ. Và khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào thì mình nên khám chuyên khoa để mình phát hiện được những cái dấu hiệu sớm nhất ở những cái chuyên khoa như thế. Và đặc biệt là như cái tình trạng như cái bạn khán thính giả vừa rồi ấy ạ. Vâng. Khi mình có bất kỳ một cái dấu hiệu nghi ngờ nào thì mình phải được khám chuyên khoa sâu luôn để loại trừ những cái nguyên nhân mà mình cần nhất, đấy chính là nguyên nhân liên quan đến ung thư. Vâng. Thế và trong những cái trường hợp đây tôi nói ví dụ như là khi bạn đã đến bệnh viện ung bướu, bạn tầm soát rồi mà bác sĩ bảo bạn ý là thôi cứ đi về đi vì đây chỉ là u lành thôi chẳng hạn, thì kể cả những trường hợp như thế thì ít nhất 6 tháng một lần mình cũng phải được khám lại và khám đúng ở những cái nơi mà theo dõi cho mình như thế, để đánh giá thứ nhất là kích thước của khối u, kể cả u lành nó có những biến chuyển gì không, và thứ hai nhất là cần thiết vẫn phải làm sinh thiết để đánh giá xem nó có phát hiện thêm có những cái tế bào ác tính hoặc là có những cái dấu hiệu gì bất thường ngoài những cái chuyện khối u như thế hay không. Thì ít nhất 6 tháng một lần mình phải kiểm tra như vậy để mà phát hiện sớm cũng như là điều trị sớm ạ. Dạ vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Tấm Lạp Linh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và hy vọng là những cái chia sẻ của các anh các chị sẽ giúp ích cho quý vị ít nhiều trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình. Quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Và hãy đừng quên là nhấn nút theo dõi kênh của chúng tôi quý vị nhé.